Gái xinh cosplay cô đồng xem bói online qua livestream, lời cô phán mượt như lụa nhưng cái kết thì nó lạ lắm. Bây giờ có cái gì đúng là con phải nhận đúng nha, hiểu chưa? Có cái gì đúng là con phải nhận đúng nha, còn sai thì con cãi mau. Em bồ hiểu thứ hai, rồi anh thật luôn là như mình mà không cần cầu. Bây giờ cho gọi thế này nhá, đất đã nhà cửa ra chung, bố mẹ mình ở, cái gì đúng chị bảo đúng nhanh, cái gì sai chị cãi mau, em lại sai cho. Trong nhà mình đi ra là có một cái ngã ba đường, nhận xem. Rồi ra nữa là có một ngã tư đường, nhận đi. Nhà mình là đêm khuya thanh vắng trái gió cho trời, cho nên... VTV24 đang coi là gì ơi? Ôi giời ơi! Ôi trời ơi, VTV24 ơi, em có làm gì đâu ạ? Mọi người ơi, em thay đổi rồi, em thay đổi rồi. Em nói chuyện thôi mọi người ơi, không có làm gì đâu ạ.